Xin chào các em. Và tiếp theo đây thì cô và các em sẽ cùng nhau đến với bài 43 thực hành tính chất của hydrocarbon. Trong bài thực hành này chúng ta đang có 3 thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất là điều chế acetylen. Thí nghiệm thứ hai là thử tính chất của acetylen. Và thí nghiệm thứ ba là tính chất vật lý của benzen. Được chưa nào? Đấy, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tường trình của bài thực hành trang 43. Bài thực hành 43. Đầu tiên thí nghiệm 1. Chúng ta có thí nghiệm 1, đó là điều chế acetylen. Điều chế acetylen. Đó. Thì đầu tiên hiện tượng cũng có ở đây là có khí không màu thoát ra. Không tan trong nước. Đẩy nước cho ống nghiệm ra ngoài. Đẩy nước cho ống nghiệm ra ngoài, được chưa? Giải thích. Thì giải thích ở đây là vì CaC2 tác dụng với nước tạo thành CaOH tất cả hai lần cộng C2H2. Đó, kết luận. Kết luận ở đây của cô là trong phòng thí nghiệm để điều chế acetylen bằng cách cho CaC2 tác dụng với nước đó. Chúng ta hoàn thành xong thí nghiệm 1 kem nhé. Tiếp theo thí nghiệm số 2 của cô. Thí nghiệm 2 của cô là tính chất của acetylen. Tính chất của acetylen. Thì đầu tiên một nhỏ là tác dụng với brom. Từ khi nào? Thì đây hiện tượng của cô thì hiện tượng xảy ra ở đây là dung dịch brom có màu vàng nhạt dần. Dung dịch brom nhạt màu dần. Đó, giải thích. Vì acetylen tác dụng với dung dịch brom. Acetylen tác dụng với dung dịch brom để tạo thành C2H2PR4. Đó. Tiếp theo là tác dụng với oxy phản ứng cháy. Tác dụng với oxy phản ứng cháy. Thế thì ở đây hiện tượng là gì? Thì ở đây hiện tượng của cô là acetylen cháy cho ngọn lửa màu xanh. Cháy cho ngọn lửa màu xanh. Và phản ứng tỏa nhiệt. Giải thích. Thì giải thích ở đây là vì acetylen cháy trong oxy tạo thành CO2 và nước. Được khi nào? Đó. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang thí nghiệm số 3. Thí nghiệm số 3 của cô là thí nghiệm tính chất vật lý của benzen. Tính chất vật lý của benzen. Thì ở thí nghiệm này, hiện tượng của cô
Hiện tượng ở đây là chất lỏng trong ống nghiệm chia làm hai lớp. Được thế nào? Giải thích ở đây thì ở đây lý do là vì benzen không tan trong nước. Vì benzen không tan trong nước, được chưa? Phải nhẹ hơn nước. Nên sẽ nổi lên trên mặt nước. Được chưa? Tiếp theo là vì benzen hòa tan được brom. Đó, thì đây chính là nội dung bài tường trình thực hành bài 43 tính chất hóa học của hydrocarbon các em nhé. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi video của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em.